Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hoa Kỳ gọi đảo nhân tạo của Trung Quốc là giả. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, vào ngày 28 tháng 6 lại lên tiếng chỉ trích những đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp lên tại khu vực Biển Đông trong thời gian vừa qua, rồi bố trí các căn cứ quân sự trên đó. Trong bài diễn văn tại Trung tâm Chính sách Chiến lược Australia ở Brisbane, Đô đốc Harry Harris cho rằng những đảo nhân tạo mà Trung Quốc cho bồi đắp ra như thế là những đảo giả. Ông này nhắc đến thực tế người ta đang dùng từ tin giả để nhắc nhở mọi người dân cần phải cảnh giác với những đảo giả tại khu vực Biển Đông và Bắc Kinh dựng lên. Theo ông này, thì những người thực hiện không nên tin vào những người. Theo ông này, thì những con người thực không nên tin vào những đảo giả. Đô đốc Harry Harris nói rõ, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự làm xói mòn trật tự quốc tế đặt trên căn bản luật pháp. Ông này tố cáo nền Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng sức mạnh chiến đấu và lợi thế vị trí khi cố khẳng định chủ quyền trên thực địa tại khu vực Biển Đông. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói thêm là Washington sẽ không để những lĩnh vực mà cả hai phía cùng chia sẻ bị đơn phương khép lại. Những lĩnh vực mà hai phía còn bất đồng không thể bị tác động bởi những gì tiến triển từ những lĩnh vực khác. Đô đốc Harry Harris nói rằng, trong lĩnh vực nào thì hai phía có thể hợp tác thì hợp tác, nhưng vẫn phải làm sẵn sàng đối đầu trong lĩnh vực nào phải cứng rắn. Hoa Kỳ cương quyết chống lại những biện pháp sử dụng cưỡng ép và hăm dọa để thực hiện các tuyên bố chủ quyền. Hoa Kỳ sẽ không cung cấp bằng chứng về tấn công hóa học Syria. Theo TASS đưa tin vào ngày 27 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết chính phủ nước này sẽ không công bố bất kỳ bằng chứng nào liên quan tới cáo buộc chính phủ Syria chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học. Bà Nauert tuyên bố sẽ không có bằng chứng nào được đưa ra vì đó được coi là vấn đề tình báo. Bà nói, đôi khi có những vấn đề xảy ra mà chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng sự việc này chắc chắn được chính phủ Hoa Kỳ quan tâm ở mức cao nhất. Khi được hỏi về khả năng tình báo Hoa Kỳ có thể nhầm lẫn về việc chính phủ Syria chuẩn bị tấn công hóa học hay không, bà Nauert giải thích, từ kinh nghiệm trước đây, chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học đối với chính người dân của họ, nên điều đó sẽ luôn là vấn đề rất đáng quan ngại đối với chúng ta trong tương lai. Phát ngôn viên Nauert cũng cho biết Washington không có kế hoạch liên lạc với Moscow trong vấn đề này, thưa quý vị. Syria đã xem xét nghiêm túc lời cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ. Theo AFP đưa tin, vào ngày 28 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông James Mattis cho rằng lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump với chính phủ Syria rằng Damascus không được tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học dường như đã có tác dụng. Phát biểu với các phóng viên bay cùng với mình tới Brussels để tham dự một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ông Mattis nói, dường như họ đã xem xét nghiêm túc lời cảnh báo này, họ đã không làm điều đó. Trước đó, vào hôm 26 tháng 6, Hoa Kỳ tuyên bố đang nhận thấy những dấu hiệu tương tự với hoạt động trước khi xảy ra vụ tấn công, được cho là bằng vũ khí hóa học hồi tháng 4 tại Syria. Một vụ việc khiến hàng chục người thiệt mạng và dẫn tới việc quân đội Hoa Kỳ không kích một căn cứ quân sự của quốc gia Trung Đông này. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sẽ phải trả giá đắt nếu tái diễn một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khác, kính thưa quý vị. Ba ký giả CNN mất việc vì phạm quy. Đài CNN của Hoa Kỳ đầu tuần này chấp nhận đơn từ chức của ba phóng viên liên quan đến một bài tường trình bị gỡ bỏ xoay quanh một cuộc điều tra về cuộc gặp trước ngày Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức giữa một phụ tá của ông Trump với người đứng đầu quỹ đầu tư Nga. Bài báo được đăng trên website của CNN hôm thứ Năm tuần trước và đến thứ Sáu thì bị lấy xuống. Mọi đường dẫn tới bài báo tường thuật đều bị vô hiệu quá. CNN ngay lập tức xin lỗi ông Anthony Scaramucci là thành viên toán chuyển tiếp của ông Trump. Nhân vật bị bài báo nêu tên là có liên quan đến cuộc gặp. Tác giả bài báo Thomas Frank là một trong ba người từ chức. Hai người khác cũng mất việc là Eric Liedlau, một lãnh đạo thuộc văn phòng của CNN ở Washington, và Lex Harris, người đứng đầu đơn vị điều tra. Thoạt đầu khi gỡ bài, CNN cho biết lý do vì bài viết không đáp ứng tiêu chuẩn biên tập của đài. Bài báo nhanh chóng bị chất vấn cả trong lẫn ngoài tòa soạn. Trong đó có tờ bảo thủ Breitbart News. Lãnh đạo của CNN nói bài viết được đăng mà không thông qua khâu kiểm tra, kiểm chứng kỹ lưỡng, trong khi nội dung bài viết đang là một vấn đề hết sức nhạy cảm. CNN nói nguyên nhân dẫn đến ba vụ từ chức là do không theo đúng trình tự các nguyên tắc. Không rõ bài báo thiếu xác thực thế nào, cũng không biết liệu CNN có tiếp tục tường trình về vấn đề này nữa hay không, thưa quý vị. Hoa Kỳ và Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải trên Biển Đông.
Hoa Kỳ và Ấn Độ hôm 27 tháng 6 kêu gọi tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải trên Biển Đông một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế. Trao đổi với các nhà báo tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ đã nói, trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, để duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, đây cũng là một mục tiêu khác trong quan hệ hợp tác chiến lược của hai nước chúng tôi. Một thông cáo chung về cuộc gặp thượng đỉnh sau đó nói rằng, trong tư cách là những người tự coi có trách nhiệm đối với tình hình Ấn Độ và Thái Bình Dương, Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi đồng ý rằng một mối liên hệ đối tác mật thiết giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ là điều thiết yếu cho hòa bình và tình trạng ổn định trong khu vực. Bản thông cáo chung đã viết, thừa nhận sự tiến bộ đáng kể đã được trong các nỗ lực này, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ đề ra các biện pháp khác để tăng cường quan hệ đối tác. Tuyên bố chung của Mỹ-Ấn còn nói rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn cam kết tôn trọng một số quy tắc chung cho khu vực. Theo đó, cần tôn trọng chủ quyền và luật quốc tế và quyền của mọi quốc gia được trở nên thịnh vượng. Theo tinh thần các nguyên tắc căn bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, kính thưa quý vị. Một điểm tin khác cũng có liên quan đến ngành báo chí. Hoa Kỳ chỉ trích Myanmar bắt nhà báo. Việc bắt giữ ba nhà báo đến dự một buổi lễ do quân đội giải phóng dân tộc TNLA tổ chức ở miền Bắc Myanmar trong tuần này là một phần của nỗ lực cố ý ngăn chặn thông tin về cuộc xung đột. Một phát ngôn viên của nhóm TNLA cho biết như vậy và cáo buộc rằng hàng chục trường hợp bắt giữ thường dân tương tự như vậy đã xảy ra trong năm nay. Thiếu tá Thapon La của lực lượng TNLA nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Voa rằng quân đội Myanmar muốn cắt đứt liên hệ giữa nhóm của ông với công chúng. Ông nói đó là lý do tại sao họ đang cố gắng ngăn chặn truyền thông. Điều này có nghĩa là bạn không được phép liên lạc với lực lượng nổi dậy và không được phơi bày sự thật của chiến tranh cho nhân dân. TNLA, một trong nhiều nhóm vũ trang người sắc tộc thiểu số ở Myanmar, đụng độ triền miên với quân đội chính phủ. Chính phủ nói rằng các nhà báo đã vi phạm pháp luật. Ông Joa Thê là phát ngôn viên của chính phủ, nói với các hãng tin rằng ba nhà báo sẽ bị truy tố theo luật hội họp bất hợp pháp. Một đạo luật có từ thời thuộc địa năm 1908 đã được sử dụng như một công cụ để đàn áp ở biên giới Myanmar. Tổng thống Trump sẽ dự ngày Quốc khánh Pháp ở Paris. Tổng thống Donald Trump sẽ dự các lễ lạc ăn mừng ngày Quốc khánh Pháp, tức là ngày Pastel, vào ngày 14 tháng 7 ở Paris, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc. Ông Trump nhận lời mời của Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron hôm thứ Tư và nói rằng ông nóng lòng muốn tái khẳng định các quan hệ hữu nghị vững chắc giữa Hoa Kỳ với nước Pháp. Hai nhà lãnh đạo điện đàm hôm qua, vào ngày 27 tháng 6, và ông Macron tỏ lời mời ông Trump trong cuộc tiếp xúc đó. Theo Tòa Bạch Ốc, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tình hình ở Trung Đông và duyệt lại nghị trình của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Lần mới nhất, hai vị tổng thống gặp nhau là tháng 5 khi cả hai tới Brussels để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, kính thưa quý vị. Quốc Dũng, hồi nãy em thấy là trong cái tin tức mà nói về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ấn Độ đó, phải không? Thủ tướng Ấn Độ, ông Modi. Em thấy bà Trump mặc bộ áo vàng đẹp không? Quá đẹp đúng không? Em biết tại sao bà mặc một cái thường thường á thì có phụ đệ nhất phu nhân có khuynh hướng mặc đồ màu tối. Nhưng tại sao bà mặc áo vàng em có biết không? Tại sao anh chị? Bà rất là tinh tế trong vấn đề mà ăn mặc. Mỗi một lần mà gặp một cái người của đại diện của một cái quốc gia nào đó mà cao cấp thì bà chọn cái màu mà nước đó thích. Thì nước Ấn Độ là nước thích màu sáng, màu vàng, tượng trưng cho quốc gia Ấn Độ. Tại vì màu vàng đó là tượng trưng cho những người thầy tu mặc cái áo đại khái là có cái màu vàng sáng chói mà người Ấn Độ rất ưa thích. Cho nên nó giống như là một cái màu cho quốc gia vậy đó. Cho nên bà chọn cái màu đó để mà đón cái thủ tướng đó. Chi tiết đến vậy và mỗi khi mà bà đến một cái, em để ý đi, bà rất là tinh tế trong vấn đề ăn mặc người mẫu mà. Đúng rồi, lại bà cũng có advisor trong vấn đề ăn mặc. Em để ý đi, bà đi Pháp bà sẽ mặc đồ màu cờ của Pháp, bà đi Anh thì bà sẽ, tức là bà chọn một cái màu của cái nước đó để bà mặc cái bộ đồ đó cho nó giống. Chị rất là thích cái cách ăn mặc của bà, rất là tinh tế, quá tinh tế. Và ai cũng ngạc nhiên tại sao bà mặc màu vàng nổi như vậy. They have to understand là tại vì bà đã nghiên cứu cái cultures của cái nước đó. Vừa là người mẫu, vừa là đệ nhất phu nhân mà vừa là vợ của tỷ phú nữa. Rất là hay ha. Vừa rồi là phần điểm tin ở Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.